zombie apocalypse. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ngày 244 trong series Mỗi Ngày Một Bài Toán lớp 6. Và chúng ta đang tiếp tục với chuyên đề về bất đẳng thức và bài toán tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một bài tập tìm giá trị thôi, nhưng không liên quan gì đến nhỏ nhất và lớn nhất cả. Thế thì sao mình lại xếp bài tập này vào trong chuyên đề về giá trị lớn nhất nhỏ nhất? Thì có lẽ là trong cách giải nó sẽ toát lên cái ý này, đúng không? Chúng ta cứ thử tiếp xúc bài toán đã nhé, trước khi nhận dạng bài toán thông qua cái ngôn ngữ là tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, đúng không? Bài nghìn thứ 244 là khi chia một số 135, một con số khá là ý nghĩa. Không biết các bạn có thấy nó có ý nghĩa không? Chắc đối với các bạn thì chả ý nghĩa gì, còn với mình thì ý nghĩa vô cùng. Lựa chọn một con số rất là đẹp, đúng không? Cũng sắp ngày 13 tháng 5. Có lẽ là như vậy, thế nên mình mới chọn số này. Khi chia số 135 cho một số tự nhiên, ta tìm được thương bằng 6 và còn dư. Tìm số chia và số dư. À, thông thường thì có lẽ là mình sẽ phải biết số dư, nhưng ở đây người ta chỉ có nói là còn dư thôi, thế nên là mình sẽ phải tìm. Một bài tập cũng không quá khó, đúng không? Khá là quen thuộc. Khi chia số 135, như vậy là mình sẽ phải viết số 135 là gì đây. Khi chia 135 cho một số tự nhiên, 135 khi chia cho một số tự nhiên A đi, thì sẽ được thương bằng 6 và dư R, đúng không? Thay A mà gọi X đi, X cho nó quen nhá. Như vậy là mình sẽ viết lại được là gì? 135 bằng 6X cộng R. Hợp lý chưa? Và R sẽ phải làm sao? Số dư thì sẽ không được lớn hơn số chia. Như vậy là R sẽ phải nhỏ hơn X, đúng không? Lớn không? Nếu thế thì không có ý nghĩa gì, thì có lẽ là mình sẽ chuyển vế đi. Mình chuyển vế cái cậu này đi. R sẽ lớn, không phải, chuyển vế đây này, chuyển vế 6X sang nhá. Như vậy là R sẽ bằng là 135 trừ 6X. 135 trừ 6X, đúng không? Như vậy là mình sẽ có được một cái biểu thức là không nhỏ hơn 135 trừ 6x nhỏ hơn x. Ồ, đến đây thì mình giải bất đẳng thức thôi, tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất ở đây. Có lẽ là ở đây thì mình sẽ chia thành hai vế các bạn ạ. Vế thứ nhất mình phải giải là 135 trừ 6x lớn không, và vế thứ hai là 135 trừ 6x nhỏ hơn x, thì sẽ giải thôi. Đối với cậu này thì sẽ tương đương với việc là 135 lớn hơn 6x, đúng không? Và sẽ tương đương với việc là 135 chia 6 lớn hơn x. Còn cậu này thì sẽ là 135 nhỏ hơn x cộng 6x. Chuyển vế thì đổi dấu các bạn nhé. Như vậy là 135 nhỏ hơn 7x. Sau đó thì mình lấy 135 chia 7 thôi, nhỏ hơn x. Đến đây thì làm nào? Có lẽ là sẽ phải bấm máy tính thôi, không có cách nào khác cả. Đổi xấp xỉ ra thôi, đúng không? Như vậy x sẽ lớn hơn 135/7 và nhỏ hơn 135/6. Và x sẽ phải bằng bao nhiêu? Thì có lẽ là mình phải bấm máy tính rồi. 135 chia 7 là được 19,2. Được chưa? 19,2. Đây là 19,2 này. Còn cậu kia là 135 chia 6 bằng 22,5. Ok, 22,5.
Như vậy x sẽ thuộc các giá trị là 20, 21 và 22. Đúng không? Nếu x 21, 22 thì xong rồi tìm r thôi. Đúng chưa? Thay vào đây tìm r. Được chưa nào? Ok, thế như vậy là bài tập ngày hôm nay đã giải xong. Thế thì có liên quan gì đến giá trị lớn nhất nhỏ nhất không? Thực tế ở đây gọi là kẹp bánh mì thì hay hơn nhỉ? Dùng khoảng giá trị. Có lẽ là đây bài này nên chuyển thành bài tập tìm khoảng giá trị. Đúng không nào? Thế thì ngày hôm sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách phương pháp về khoảng giá trị này nhá. Có nghĩa là kẹp x ở hai cái bánh mì 135/7 và 135/6. Đó, hay gọi là chặn đấy, chặn đầu với chặn cuối. Có thể gọi đây là phương pháp khoảng giá trị cũng rất là hay. Được chưa nào? Thế thì bài tập thì mình cũng đã ghi lời giải đấy rồi. Các bạn cùng theo dõi nhá. Ô slow nhỉ? Có lẽ là hơi lag một tí. Máy tính có vấn đề. Ok, đã xong. Rồi. Lời giải chứ nhỉ? Không có lời giải gì cả. Gọi x là số chia, r là số dư. Nên chúng ta sẽ có là 135 bằng 6x cộng r. R. Với điều kiện đấy nhỉ? Không có điều kiện thì sao mà có được cái kia, đúng không? Như vậy là không nhỏ hơn r nhỏ hơn x. Đúng chưa nào? Ồ, xuống dòng. Thì ta có này. Ở đây các bạn chuyển vế thôi. Mình đã giải thích chuyển vế rồi. R sẽ bằng 135 trừ 6x. Trong đó thì 135 trừ 6x lớn 0 và nhỏ hơn x. Thì ta có hai bất đẳng thức. Ta giải hai bất đẳng thức này thôi. Giải 1 và giải 2 ta có đây. Thì thay vì mình tính xấp xỉ ở đây, mình có máy tính. Còn nếu mà không có máy tính thì các bạn đổi về hỗn số để làm nhé. Là 22 1/2 và 19 2/7. Thì do là 22 1/2 nhỏ hơn x, viết thế này hơi khó chịu nhỉ. Chính ta viết theo thứ tự x lớn hơn 135/7 với nhỏ hơn 135/6 thì dễ chịu hơn. Đúng không? Chả sao cả. Và x thuộc n thì nên là x sẽ thuộc các giá trị là 20, 21, 22 và tương ứng số dư là 15, 15, 9 và 3. Đó. Như vậy là mình đã giải quyết xong bài tập ngày hôm nay. Thì bài tập khai thác của mình có 3 bài. Tương tự thôi các bạn ạ, không gì khó cả. Và mình muốn quay trở lại với bài ngày thứ 243. Xem có giải quyết được gì, vấn đề gì ở đây không. À, bài siêu dài. Bài chia thành 1 phần này, 2 phần, 3 phần, 4 phần. Nhưng tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của 3 phần. Thế ba số khác nhau này thì nó khác gì ở đâu? Ba số khác nhau thì nó khác ở mỗi cái chỗ này này. B lớn nhất này và B phải khác A. Đó, mình có thể thêm một cái ở đây là B phải khác A. Đấy, phải B phải khác A. Đúng không? B phải khác A. Nếu B phải khác A thì B ở đây không thể bằng... Thôi, hơi vô duyên nhỉ? Bài nhà người ta mà mình lại viết bổ sung vào. Có lẽ là mình sẽ ghi bằng bút thôi nhá. Ở đây thì B phải khác A. B phải khác A. Thế nên là tương đương với việc là B phải bằng 8. Đó. Thế thì trong việc tách này thì nó sẽ hơi khác một tí. Cái tách này thì các bạn về tự tách nhá. Bởi vì cái K2 này bây giờ nó sẽ khác rồi. Nhưng mà A vẫn giải ra là 1 thôi. Kết quả nó sẽ là 189. Vẫn vậy thôi. Nhưng mà cái số K2 này nó sẽ hơi khác. Bởi vì lúc ấy mình sẽ tính nó sẽ khác rồi, đúng không? 10A trừ 9 trên cho A cộng 17. Đúng không? Thì sẽ bằng là bao nhiêu đấy? 10 nhân A cộng 17 trừ cho bao nhiêu? 117 trừ cho 9 là 179. Đấy. Trên cho A cộng 17. Vậy mình vẫn tìm được A bằng 1 thôi, đúng không? Ok, thế thì như vậy là bài ngày hôm nay đã xong. Bài ngày thứ 244 đã xong với khai thác là 3 câu. Với phương pháp dùng chặn các bạn, dùng khoảng giá trị. Phương pháp khoảng giá trị. Ngày hôm sau mình sẽ làm tiếp về phần khoảng giá trị này nhá.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe mình. Bye bye.